Không. Miếng đấy của em mà. Mình chăm mình bé. Miếng đấy em thỏ ăn trước rồi mà. Con hỏi xem em ăn xong chưa? Chị lại ăn nốt của em mất rồi. Con ăn nhanh lên không, chị ăn hết của con rồi đấy. Chị hết rồi. Mẹ lấy xoài cho thằng ăn đã.